Dạ vâng, kính thưa quý vị. Ở Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, chuẩn bị xây dựng một cái đường sắt từ Thủ Thiêm ra đến Long Thành, ở tại một cái sân bay mới được gọi là sân bay Long Thành. Tuyến đường sắt nối dài Thủ Thiêm, tức là thành phố Sài Gòn với sân bay Long Thành là Đồng Nai, dài 38 km sẽ được xây dựng với tổng đầu tư dự kiến là 40.500 tỷ đồng, chắc là tỷ đồng Việt Nam. Ngày 30 tháng 3 là ông Phó Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với các địa phương là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Sài Gòn để xây dựng đường sắt Thủ Thiêm, sân bay Long Thành và Biên Hòa, Vũng Tàu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đúng thẩm quyền. Tuyến đường sắt Biên Hòa, Vũng Tàu dài 84 km, điểm đầu tại ga Trảng Bom, điểm cuối tại cảng Cái Mép, Thị Vải, tổng đầu tư hơn 50.000 tỷ, tức là tỷ đồng Việt Nam. Hai dự án nêu trên nằm trong danh mục các dự án quốc gia kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 đến năm 2025 đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra vào tháng 12 năm 2021. Tỉnh Đồng Nai kiến nghị chính phủ giao cho tỉnh để làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư hai tuyến đường sắt theo hình thức đối tác công tư. Và đây là một cái công trình tương đối là một công trình quốc gia, và sân bay Long Thành chắc chắn sẽ thay thế sân bay Tân Sơn Nhất, mà không biết chuyện này nó sẽ kịp thời gian như là họ đã đưa ra đến năm 2025. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái tiến độ thi công như thế này, nhưng nếu mà thi công đã có đầu tư từ Trung Quốc thì chắc chắn rằng nó kéo dài không những là đến năm 2025 mà đến năm 2035, chắc gì chúng ta có được một cái tuyến đường sắt đi đến cảng Long Thành.